xin chào tất cả các bạn. Nói to vào. Bây giờ thì quần thì mình đã tháo, mình đã gỡ được hai chiếc cánh bị dính rồi nhá. Đây là cánh dính. Cánh dí. Chắc là nó bị lỗi một tí. Và lúc đầu mình mới chạy thử là nó còn bị kẹt một tí, thế mình phải đẩy tay để cho nó chạy được. Đó. Bây giờ mình sẽ bật nha. Có chuyện gì không à? Có chạy như chuyện này á? Mình quay luôn. Nhìn rất là nguy hiểm. Cái móc trông rất là đơn giản. Bởi cái móc của nó không được chắc cho nên là nó quay nó bị rung. Rung ở cái dây thì luôn các bạn ơi. Quạt này có mát không? Mát rồi. Có mát bằng cái quạt này của mình không? Anh chẳng mát. Trên đây cái mát. Tắt đi nào. Hình như cái quạt này có khả năng điều khiển từ xa đúng không hả bạn Bí Ngô? Mà nó không cần phải bấm công tắc đúng không? Đúng, nó có thể là giọng nói. Thế hả? Tức là như thế nào nhỉ? Cụ thể là như thế nào? Thế hả? Được rồi. Thế bây giờ thì mình sẽ thử xem nó như thế nào nhé. Thế thì bây giờ mình thử đi nhỉ? Bí Ngô thử nói là để cho nó chạy đi xem nào. Con nói đi con. Chạy. Ô, quạt chạy thật kìa các bạn ơi, quạt chạy thật kìa các bạn ơi. Yeah. Bây giờ con cho nó tắt đi xem nào, xem thử nó có được không? Quạt tắt đi. Ok, quạt đã tắt rồi. Ô, thật là tuyệt vời. Không ngờ bạn Bí Ngô lại có một cái quạt xịn sò như vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ở đây nhé. Bí Ngô chào tạm biệt các bạn như nào nhỉ? Chào.